Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Tôi là Phạm Văn Nam. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời và tôi đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì tôi có giao lưu với hai khách hàng của tôi, là người khi họ mua bất động sản tại một cái dự án tôi đang phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh. Và sau khi tôi phân tích 10 cái chìa khóa quan trọng cho nhà đầu tư thì anh chị đã quyết định là đầu tư cái bất động sản mà tôi đã tư vấn cho các anh chị. Đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Và ngay ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cho các anh chị chúng ta, ngay lập tức chia sẻ cho các anh chị chúng ta 10 cái từ khóa quan trọng. Đây là 10 cái từ khóa quan trọng mà tất cả những nhà đầu tư hay là những người mà kinh doanh bất động sản hay tất cả những nhà môi giới chuyên nghiệp cần phải biết những cái nội dung này để có thể tư vấn cho khách hàng của mình. Anh chị chúng ta hãy chia sẻ cái video này để cho những người là bạn của các anh chị có thể biết được những cái chìa khóa quan trọng này. Đây là những chìa khóa quan trọng nhất trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Nếu các anh chị là người mua hay các anh chị là người bán thì anh chị chúng ta cũng cần phải biết những cái chìa khóa quan trọng này để chúng ta phục vụ cho công việc đầu tư của mình. Cảm ơn các anh chị chúng ta đã chia sẻ cái video này cho những người bạn của mình. Hãy test tên của họ vào để chúng ta có thêm nhiều người tham gia vào trong chương trình này để chúng ta có được một nội dung hay nhất. Người ta có câu rằng là năng lượng sẽ tạo lên sự thành công. Để có một chương trình hay, chúng ta cần phải có năng lượng. Và nếu như các anh chị bắt đầu vào xem cái video này thì hãy chia sẻ cái video này cho những người bạn của mình. Nếu các anh chị đang xem ở trên kênh YouTube thì anh chị hãy like, share, comment và copy đường link chuyển lên Facebook trang cá nhân của mình ở chế độ công khai để chúng ta có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa trong cái phần chia sẻ này của tôi. Chào anh Nguyễn Anh Dũng. Xin chào anh chị em. Chúng ta sẽ cùng nghe một bản nhạc cho chúng ta bắt đầu vào trong chương trình được năng lượng. Xin chào tất cả các anh chị. Chào tất cả các anh chị. Chúng ta nghe nhạc Moza ha. Chào chuyên gia Nguyễn Anh Dũng. Ok. Vâng, và chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần chia sẻ của tôi ngày hôm nay cho các anh chị chúng ta về một cái nội dung vô cùng quan trọng đối với những nhà đầu tư khi mà tham gia vào trong lĩnh vực bất động sản. Các anh chị có thể là những người mà mua bán bất động sản cá nhân hoặc là những người đầu tư cá nhân thì các anh chị chúng ta cũng có thể tham khảo những cái nội dung này để anh chị chúng ta chủ động hơn trong cái việc đầu tư, chủ động hơn trong cái việc mà mình đầu tư nó sẽ được an toàn hơn. Và cái chìa khóa số 1, chìa khóa vô cùng quan trọng trong vấn đề đầu tư bất động sản thì các anh chị chúng ta phải quan tâm đến yếu tố số 1. Một là yếu tố về thời điểm. Yếu tố thời điểm là yếu tố quan trọng nhất trong việc đầu tư bất động sản. Có rất nhiều người nói rằng vị trí là yếu tố số 1, nhưng trong đầu tư bất động sản thì thời điểm là yếu tố quan trọng nhất. Có rất nhiều các anh chị chúng ta đi đầu tư bất động sản mà chúng ta không hề biết cái điều này. Ví dụ như một cái dự án khi họ mới thành lập cái dự án thì những cái nhà chủ đầu tư, hầu hết những cái người làm đầu tư bất động sản thì họ có một cái chiến lược vô cùng quan trọng, đó chính là chiến lược pre-sale, chiến lược bán trước. Chiến lược bán trước là gì? Chiến lược bán trước là họ thu tiền trước của khách hàng, sau đó họ
dùng cái nguồn tiền của khách hàng đó cùng với cái nguồn tiền của họ đầu tư để xây dựng những cái dự án đấy, và hoặc là xây dựng những cái dự án kế tiếp của họ. Đây là một chiến lược vô cùng tuyệt vời của những nhà đầu tư. Và thời điểm đầu thì họ có rất nhiều những cái chính sách cho những cái nhà đầu tư của chúng ta khi mà tham gia vào cái dự án của họ. Ví dụ như là giá thời điểm đầu rẻ hơn, thứ hai nữa là được chọn nhiều cái bất động sản tốt hơn, thứ ba nữa là chúng ta chọn được những cái vị trí tốt hơn, và thứ tư nữa là chúng ta có thể có nhiều cái chương trình khuyến mại của chủ đầu tư nhằm mục đích là thu về cái khoản tiền trước của khách hàng khi họ tham gia vào công việc đầu tư. Tính thời điểm nó vô cùng quan trọng. Nếu như các anh chị chúng ta đầu tư bất động sản, có rất nhiều người đi vào ở thời mua căn hộ chung cư cao cấp ở cái thời điểm mà họ đã bàn giao cái ngôi nhà đã hoàn thành rồi, thì đối với các căn hộ chung cư thì khi mà chúng ta nhận bàn giao rồi ấy, thì cái giá của nó sẽ không tăng cao, bởi vì cái nhu cầu và cái nguồn cung nó chênh lệch quá lớn, cầu thì ít hơn và cung thì nhiều hơn ở trong thị trường hiện nay. Vì thế nếu như các anh chị chúng ta mua những căn hộ chung cư thì chúng ta không nên chọn cái thời điểm mà các căn hộ đã được bàn giao. Nếu như các anh chị chúng ta mua ở trong thời điểm đó thì tôi tin chắc rằng các anh chị chúng ta sẽ chủ yếu là dùng để ở, còn nếu như chúng ta để bán thì cái tỷ suất lợi nhuận không cao. Đó là một trong yêu cầu quan trọng mà chúng ta cần phải chọn cái thời điểm mua. Theo kinh nghiệm thì chúng ta chọn cái thời điểm ban đầu mà khi mà bắt đầu dự án chuẩn bị công bố thì chúng ta mua là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta có thể mua được những cái bất động sản vị trí đẹp nhất, bất động sản giá tốt nhất, nhiều chương trình khuyến mại nhất của chủ đầu tư. Và cái thời điểm mua đó nó cũng có thể là thời điểm mà bất động sản đấy nó sẽ gia tăng về giá trị cho các anh chị. Vì vậy hãy chọn thời điểm thích hợp để chúng ta mua. Đối với lại những thời điểm những cái bất động sản phân lô bán nền cũng vậy, các anh chị chúng ta nên mua ở những cái thời điểm mà họ bắt đầu xây dựng cái cơ sở hạ tầng. Đến khi mà cơ sở hạ tầng gần hoàn thiện thì chúng ta đã có thể bán và chốt lời ngay từ cái thời điểm đó. Đấy, nên là các anh chị chúng ta hãy lưu tâm về vấn đề này. Và nếu các anh chị chúng ta đang xem cái video này thì hãy chia sẻ để chúng ta có nhiều người vào tham gia vào trong chương trình, để cho Nam có thể là có năng lượng hơn, để chúng ta có những cái phần chia sẻ nó tuyệt vời hơn. Như vậy, tính thời điểm là yếu tố quan trọng nhất trong đầu tư bất động sản mà các anh chị chúng ta cần phải quan tâm và cần phải chú ý, cần phải phân tích thật kỹ cái yếu tố này để chúng ta có được tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Yếu tố thứ hai đó chính là về mặt pháp lý. Nếu như mà các anh chị chúng ta biết đến ba yếu tố quan trọng, đó chính là thời điểm, vị trí, pháp lý và giá trị, đúng không ạ? Nhưng cái yếu tố trong cái 10 cái chìa khóa thành công của những nhà đầu tư bất động sản thì họ quan tâm đến yếu tố thứ hai, một là thời điểm, hai là yếu tố về mặt pháp lý. Yếu tố pháp lý là yếu tố quan trọng. Nếu như cái dự án bất động sản đó nó chưa được đủ điều kiện về mặt pháp lý thì các anh chị chúng ta phải xem xét lại. Pháp lý của bất động sản bao gồm, ví dụ như là đối với các dự án, các căn hộ, những cái nhà ở thương mại thì chúng ta cần phải quan tâm đến yếu tố đầu tiên, đó chính là cái giấy phép xây dựng của dự án. Thứ hai đó chính là những cái quyết định của các cơ quan chức năng, ví dụ như Ủy ban Nhân dân thành phố, rồi là quyết định cho phân lô tách thửa bán nền, quyết định cho xây dựng cái căn hộ đó, cái bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1:500 hay là tỷ lệ 1:2000, 1:2000. Thì những cái giấy tờ hay là bản vẽ đó là những cái giấy tờ quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm. Rồi hợp đồng mua bán, rồi những cái thủ tục pháp lý liên quan đến xây dựng và liên quan đến cái nhà ở hình thành trong tương lai thì các anh chị chúng ta cần phải quan tâm và yêu cầu chủ đầu tư họ có thể cung cấp cho các anh chị khi mà chúng ta mua những cái bất động sản đó. Thứ hai, trong yếu tố pháp lý nó quan trọng, bởi vì một số các anh chị chúng ta khi đi mua bất động sản chúng ta không quan tâm đến yếu tố pháp lý. Vì thế khi mà chúng ta ký hợp đồng xong rồi và chúng ta kiểm tra pháp lý thì có thể là bất động sản đó chưa đủ yếu tố pháp lý và họ sẽ tạm ngưng dự án, không cho xây dựng tiếp, không cho phát triển tiếp, thì cái dự án đó nó có thể tạm ngưng đến kéo dài thời gian, dẫn tới là các anh chị chúng ta sẽ có thể tồn đọng cái vốn vào, hoặc là chúng ta mất rất nhiều thời gian trong cái việc xử lý liên quan đến pháp lý của bất động sản.
một nội dung quan trọng mà các anh chị chúng ta cần phải quan tâm, đó chính là pháp lý. Anh chị nào mà đang xem thì có thể comment xuống là pháp lý để chúng ta nhớ cái nội dung này. Pháp lý là yếu tố vô cùng quan trọng và chúng ta cần phải quan tâm. Đối với lại bất động sản thì yếu tố thứ ba vô cùng quan trọng, đó chính là yếu tố vị trí của bất động sản. Vị trí ở đây nó chính là một cái yếu tố mang tính tổng quan. Vị trí có thể là địa chỉ của cái bất động sản của chúng ta đang mua hoặc là bán. Có thể thứ hai đó chính là cái vị trí nó nằm ở trong cái quy hoạch tổng thể của toàn thể dự án. Những cái vị trí lân cận, ví dụ như là trung tâm quận 9, trung tâm quận 1, hay là nằm ở vùng ven như là quận Bình Chánh, hay là Sóc Sơn, hay là Đông Anh, hay là Gia Lâm, thì tất cả những cái vị trí đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái tỷ suất đầu tư lợi nhuận. Thứ hai nữa là ảnh hưởng đến cái tốc độ tăng trưởng của cái bất động sản của chúng ta. Vì thế anh chị em chúng ta cần phải quan tâm đến cái yếu tố vị trí của bất động sản. Vị trí là yếu tố thứ ba mà các anh chị chúng ta cần phải quan tâm để chúng ta có cái lợi nhuận cao nhất là trong việc đầu tư bất động sản. Yếu tố thứ tư đó chính là chủ đầu tư. Chủ đầu tư là ai? Có nhiều người không quan tâm đến chủ đầu tư là ai khi họ nhìn thấy những cái bất động sản nó có vẻ như đẹp, nhưng mà chủ đầu tư chúng ta cũng không biết là ai cả. Thì đây là một yếu tố thiếu sót nếu như các anh chị chúng ta là những nhà đầu tư, những nhà môi giới hay là những nhà kinh doanh bất động sản, thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đến chính là chủ đầu tư là ai. Ví dụ như tập đoàn Vingroup đang đầu tư vào cái dự án VCT quận 9 chẳng hạn, thì họ là ai thì chúng ta phải nghiên cứu ở trên internet, ở trên các cái kênh để chúng ta biết họ là ai. Họ có gặp những cái trend nào không, có những gặp phải những cái kiện cáo nào không, gặp phải những cái mà gây ra khó dễ cho khách hàng không, họ có những cái điểm tốt nào, có những cái điểm xấu nào. Và nếu như chúng ta kiểm tra ở trên thị trường mà thấy rằng họ là những người có uy tín ở trong thị trường, họ làm rất nhiều những cái dự án lớn, họ thành công ở trong những dự án này, những cái công trình mà họ đã hoàn thành mà tốt, được đánh giá bởi khách hàng, rồi có những cái kênh mà chúng ta nghe được những cái thông tin tuyệt vời từ họ, thì các anh chị chúng ta nên yên tâm vào cái chủ đầu tư mà chúng ta gửi gắm vào. Thì chủ đầu tư là yếu tố thứ tư mà các anh chị chúng ta cần phải quan tâm khi đầu tư bất động sản. Yếu tố thứ năm mà các anh chị chúng ta cần quan tâm đó chính là những cái tiện ích xung quanh cái bất động sản của chúng ta. Xung quanh cái bất động sản của chúng ta mua và bán ấy, thì nó có những cái tiện ích nào để chúng ta có thể mua hoặc chúng ta có thể bán, hoặc là chúng ta là những nhà đầu tư thì cần phải quan tâm đến tiện ích. Nó cách trường học bao nhiêu km, nó cách nó có điện, hệ thống điện như thế nào, điện đường trường trạm, là tất cả những thứ nó phải phục vụ cho cái khu vực mà chúng ta có thể đầu tư vào. Nó có gần khu công nghiệp không, nó có gần trường học không, gần đại học không, gần bệnh viện không, gần chợ không, gần trường mầm non không, có bao nhiêu trung tâm Anh ngữ, có bao nhiêu những cái tiện ích có thể phục vụ cho những cái cho khu dân cư ở đó, cái bất động sản ở đó, để chúng ta có thể biết được là nó có khả năng tiềm năng để tăng cái giá của bất động sản hay không. Thì đây là cái yếu tố chúng ta cần quan tâm, đó chính là yếu tố về mặt tiện ích. Thứ năm, thứ sáu đó là về phong thủy. Nếu như chúng ta mua nhà, chúng ta mua nhà phố hay chúng ta mua căn hộ chung cư thì chúng ta có thể là khó có thể xem phong thủy được, nhưng mà vẫn có thể là nó tối ưu được. Nhưng mà cái phong thủy là một cái yếu tố cũng quan trọng của một cái dự án mà chúng ta quan tâm. Ví dụ như là nếu như cái nhà phố ấy, thì chúng ta cần phải quan tâm đến rằng là cái khu bất động sản xung quanh đấy có gần cái khu mộ hay là khu đấy, cái khu mà gọi là gì, nghĩa trang hay không, đó, cạnh có sông hay không, đầu có gối sơn, mặt có nghênh thủy hay không. Hay nếu như tất cả những cái yếu tố về mặt phong thủy nếu như các anh chị chúng ta không biết thì chúng ta nên thuê hay là mượn thầy phong thủy về để xem xét cho các anh chị xem cái ngôi nhà mà chúng ta muốn mua đấy nó có phong thủy tốt hay không. Có một cách mà tôi đã chia sẻ rất nhiều lần đấy, và tôi được một người em ở Đà Lạt chia sẻ với tôi rằng là nếu như mà anh chị chúng ta đến mua một ngôi nhà nào đó ở
nhà phố đấy, thì chúng ta có thể là ngồi ở giữa căn nhà yên tĩnh, tắt hết điện và ngồi trong vòng khoảng 15 phút, hãy tập trung giống như chúng ta ngồi thiền đấy. Và con người chúng ta có một cái lượng cảm thụ năng lượng rất là tuyệt vời. Chúng ta toát ra năng lượng nhưng chúng ta cũng có thể là cảm thụ được năng lượng. Thì các anh chị chúng ta hãy ngồi ở giữa, tắt hết điện, nhắm mắt lại. Và nếu như chúng ta thấy nó giận giận gai ốc thì không nên mua căn nhà đó. Bởi vì đó chính là cái lượng cảm thụ âm năng lượng của các anh chị. Nếu chúng ta ngồi trong căn nhà đó, có một cái hiện tượng nào đó chúng ta cảm thấy bất an, thì cái phong thủy của ngôi nhà đó có thể không tốt. Thì tốt nhất là chúng ta nên xem xét lại khi mà chúng ta đầu tư vào cái bất động sản đó, đúng không ạ? Về mặt phong thủy thì chúng ta cần quan tâm rất nhiều. Đương nhiên phong thủy thì những cái nhà đầu tư bất động sản như các anh chị chúng ta cần biết sơ lược thôi. Còn tốt nhất là hãy thuê chuyên gia, những cái nhà chuyên gia phong thủy sẽ tư vấn cho các anh chị thêm về cái yếu tố này. Và yếu tố tiếp theo đó chính là cái yếu tố tính thanh khoản của bất động sản. Tính thanh khoản bất động sản là chìa khóa quan trọng nếu mà các anh chị chúng ta mua. Có nhiều người thì có tiền nhưng họ không muốn là mua và bán ngay. Nhưng nếu như chúng ta là nhà đầu tư mua đi bán lại rất nhiều để tạo ra cái dòng tiền của chúng ta, thì chúng ta cần phải quan tâm đến yếu tố về mặt thanh khoản. Mua, bán, thời gian mua và thời gian bán là bao nhiêu lâu? Lúc mua đến lúc bán là bao nhiêu lâu? Có đủ cái thời gian để cho chúng ta quay vòng đồng vốn? Thì đấy là cực kỳ quan trọng. Có nhiều người bỏ tiền ra, sau đó thì mua đến 1 năm họ có thể bán. Nhu cầu của anh chị là muốn bán trong vòng bao nhiêu lâu? Ví dụ như chúng ta bỏ ra 1 tỷ và 1 năm sau chúng ta muốn bán là bao nhiêu tiền và mong muốn là bao giờ thì bán? Đấy, thì cái bất động sản đấy chúng ta sẽ được đo lường về mặt cái thời gian, cái thanh khoản cái bất động sản đấy, thì nó sẽ là một yếu tố ảnh hưởng vô cùng quan trọng và nó là chìa khóa quan trọng để cho quyết định cái lợi nhuận của cái đầu tư. Có nhiều người đầu tư đến khoảng 3-4 năm sau chả bán được bất động sản, đúng không ạ? Có nhiều người đến 4 năm sau vẫn chưa bán được. Vừa rồi tôi có đi mua một bất động sản của một khách hàng của tôi mua luôn. Thì tôi mua, thì tôi nhìn trên cái cuốn sổ của cái cô đấy là từ năm 2009 đến giờ họ cô mới bán. Thế nhưng mà bất động sản đấy nó nằm ở trong thị trường là 10 năm. 10 năm mà không tăng được nhiều, 10 năm tăng mới được khoảng độ là 100% thôi. Cô ấy mua là 250 triệu và bán cho tôi là 500 triệu. Thì cái bất động sản đấy cũng được coi là cái tính thanh khoản không cao. Nên vì thế chúng ta phải cần quan tâm đến yếu tố này. Để biết được thanh khoản có cao không thì chỉ có một cách duy nhất thôi. Đó chính là đo lường thị trường. Đó chính là đo lường thị trường. Hãy khảo sát thị trường để chúng ta biết được cái bất động sản đó nó có cái giá của thị trường như thế nào. Cái quan trọng, nếu như các anh chị chúng ta mà mua được bất động sản mà cái giá nó nằm ở dưới cái mức thị trường thì tôi khẳng định rằng các anh chị có thể bán bất động sản hay là thanh khoản cái bất động sản đấy một cách dễ dàng. Hay vì thế hãy chọn bất động sản có cái giá dưới mức thị trường bằng các chiến lược đàm phán mà tôi đã chia sẻ ở những video trước. Anh chị có thể quay lại ở những cái video trước để xem ở trên kênh YouTube của tôi để xem những cái chiến lược để chúng ta có thể có được những cái giá của bất động sản khi mua vào rẻ hơn từ 10 đến 20% so với thị trường. Đó. Ok. Và yếu tố tiếp theo đó chính là cái lợi nhuận mà lúc chúng ta mua. Năm 2018 là một năm vô cùng đặc biệt khi mà thị trường bất động sản của chúng ta đã bị nóng bỏng cháy tay ở Phú Quốc, ở Vân Đồn và ở Bắc Vân Phong. Có lúc đó tôi biết được có rất nhiều các anh chị bạn bè của chúng tôi khi mà họ tham gia vào thị trường, họ đem ra cả một chỉ khoảng 1 tỷ thôi, chỉ đem khoảng 1 tỷ ra ngoài thị trường Phú Quốc nhưng họ lại đem về cả mấy trăm tỷ. Bởi vì là họ cứ sáng mua chiều bán, thậm chí mua xong bán luôn, sáng mua chiều bán, và họ có được một cái số lượng tiền giao dịch trong ngày gấp nhiều lần. Họ chỉ cần đặt cọc 1 tỷ, sau đó thì trưa họ bán luôn là thành được 2 tỷ luôn, và cứ gấp đôi gấp ba như vậy. Thì trong một thời gian ngắn khi ở Phú Quốc họ đã đạt được cái tỷ suất lợi nhuận nó là vô cùng lớn. Và có một người bạn của tôi khi họ đem ra vài tỷ ra ngoài Phú Quốc và bây giờ họ có cả ngàn tỷ và còn nhiều đất ở nhiều nơi khác nữa. Thì đấy là cái cách mà họ tận dụng được cái lợi nhuận khi lúc mua. Thì đấy người ta là tận dụng cái sóng, hay còn gọi là lướt sóng, hay còn gọi là dựa vào cái thời điểm nó sốt của thị trường chúng ta tham gia vào. Bằng cái việc đó chúng ta sẽ gia tăng được cái lợi nhuận ngay từ lúc mua xong phát bán luôn thì tỷ suất lợi nhuận rất là cao.
nên là năm sau đó. Nhưng tuy nhiên thì nếu như không biết quản trị cảm xúc, không biết được là khả năng thanh toán, thanh khoản, không biết được cái chiến lược đàm phán, thì chắc chắn rằng những cái nhà đầu tư đó sẽ không gặp được những cái thành công giống như những người bạn của tôi. Họ đã mất rất nhiều năm để họ có cái kinh nghiệm, họ giống như kiểu là những người lính đánh thuê đi ở rất nhiều nơi. Họ từ Hà Nội họ bay vào, họ từ thành phố Hồ Chí Minh họ bay ra, và tất cả những cái nơi mà họ đầu tư đấy họ chỉ làm trong vòng khoảng vài tháng thôi thì họ đạt được cái tỷ suất lợi nhuận rất là cao. Đó là những nhà đầu tư theo cái phong cách là quân Nguyên Mông hay là quân Mông Cổ, họ đi du mục khắp mọi nơi và họ tìm những cơ hội đầu tư như vậy để họ đầu tư. Đó là những nhà tài trí rất là thông minh, họ đầu tư vào trong bất động sản như vậy. Yếu tố tiếp theo đó chính là về cái quá trình thanh toán, hay là trong bất động sản thì chúng ta sẽ mua ở một số các dự án. Vì thế là cái yếu tố thanh toán ấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Ví dụ như là dự án VinCity chúng tôi đang phân phối thì cái tiến độ thanh toán nó được chia thành 24 tháng, nhưng nó vô cùng là tuyệt vời. Đó chính là khi mà bắt đầu chúng ta chỉ cần đặt cọc là giữ chỗ là khoảng 30 triệu. Cái này là chính sách giữ chỗ giữa sàn với lại những cái chủ đầu tư. Nhưng sau đó thì anh chị chúng ta sẽ đặt cọc, hợp đồng đặt cọc. Sau hợp đồng đặt cọc thì chúng ta đến hợp đồng mua bán. Sau hợp đồng mua bán chúng ta sẽ khoảng, tức là hợp đồng đặt cọc đến cái hợp đồng mua bán là 90 ngày. Đó, từ 90 ngày đến hợp đồng tôi xin lỗi này. Tức là khi chúng ta mua thì đầu tiên là chúng ta giữ chỗ, giữ chỗ để lấy số ưu tiên thứ tự. Sau khi giữ chỗ thì cái này chúng ta có thể trả lại tiền khi anh chị chúng ta mua bất động sản. Nhưng khi mà chúng ta giữ chỗ xong đến ngày mở bán thì chúng ta đặt cọc 10%. Ví dụ như căn hộ chúng ta 1 tỷ, chúng ta đặt cọc 10% là 100 triệu. Còn đến từ ngày hợp đồng mua bán, từ ngày hợp đồng đặt cọc đến ngày hợp đồng mua bán thì chúng ta nộp nốt là số tiền là 30%. Thì chúng ta có cái khoảng thời gian để chúng ta có thể xoay vòng vốn, hoặc là chúng ta có thể giữ phát triển cái tài chính của chúng ta. Và sau 18 tháng đến ngày nhận nhà thì chúng ta mới phải trả gốc và lãi. Thì đấy nó gọi là tiến độ thanh toán của dự án. Và thêm một phần nữa đó chính là cái phần mà hỗ trợ của ngân hàng. Nếu như các anh chị chúng ta là những người mà đầu tư lão luyện thì chúng ta hãy dùng cái đòn bẩy của ngân hàng, bỏ một số vốn, sau đó thì vay ngân hàng, vay nhiều người khác, sau đó chúng ta sẽ mua bất động sản đó, và sau khoảng 2 năm thì nó sẽ tăng lên cái tỷ suất lợi nhuận nó khoảng 100%, tỷ suất lợi nhuận khoảng 100%. Thì cái việc đầu tư của anh chị nó mang tính chất rất hiệu quả, đặc biệt nhất là cái chính sách của ngân hàng nữa. Anh chị cũng cần quan tâm đến cái chính sách của ngân hàng, nó có tốt hay không, ví dụ như là nó có bị phạt khi mà chúng ta trả trước hay không, nó có linh hoạt trong vấn đề cái biên độ hay không, nó có linh hoạt trong cái biên độ cái vấn đề gọi là cái giá huy động vốn, cái phần trăm không, hay là chính sách hỗ trợ của cái ngân hàng như thế nào, thì chúng ta phải cần quan tâm thật kỹ đến những yếu tố đó để giúp cho việc đầu tư chúng ta có hiệu quả nhất. Đấy là đối với căn hộ chung cư hay là các căn hộ cao cấp. Thì còn thanh toán của các cái khu đất nền hay là nhà phố thì chúng ta cũng phải quan tâm đến những yếu tố tiến độ thanh toán như vậy, để chúng ta có thể đo lường được cái tỷ suất lợi nhuận, chúng ta có thể đo lường được cái tính thanh khoản, ta có thể đo lường được cái lãi trên dòng vốn chúng ta. Thì cái yếu tố cuối cùng đó chính là tôi chia sẻ với anh chị, đó chính yếu tố là yếu tố số 10, đó chính là cái lãi vốn, cái dòng tiền của chúng ta. Theo từ chuyên ngành thì gọi là ROI, tức là tỷ suất lợi nhuận trên dòng vốn của chúng ta bỏ ra. Chúng ta bỏ ra 1 tỷ, chúng ta lợi nhuận bao nhiêu tiền và tỷ suất lợi nhuận đó là bao nhiêu phần trăm. Ví dụ chúng ta bỏ ra 1 tỷ, chúng ta lợi nhuận 1 tỷ trong 1 năm thì tỷ suất lợi nhuận là 100% trên năm. Đó. Trong 1 năm là tỷ suất lợi nhuận là 100% trên năm. Thì chúng ta đo lường bằng con số đó để chúng ta quyết định là đầu tư hay không đầu tư vào những dự án đấy. Những cái yếu tố này là những yếu tố vô cùng quan trọng. Nếu mà các anh chị chúng ta là những nhà đầu tư thì đây là những yếu tố cơ bản nhất và quan trọng nhất để chúng ta quyết định đầu tư một bất động sản. Và những yếu tố này nó là những chìa khóa để giúp các anh chị có thể có được những thành công trong cái thương vụ đầu tư bất động sản. Đây là cái phần chia sẻ của tôi, xin được tạm dừng ở đây. Và có những cái thông tin mà các anh chị muốn đặt câu hỏi về cái phần này
thì các anh chị có thể là comment ở phía bên dưới và tôi sẽ trả lời các anh chị. Thứ hai là để nhận được những video tiếp theo của tôi thì các anh chị hãy bấm vào đường link ở bên dưới để đăng ký vào kênh YouTube, hãy chia sẻ với những người bạn của mình và bấm vào nút chuông để anh chị em chúng ta nhận được nhiều những cái video tiếp theo của tôi. Tôi xin cam kết rằng trong thời gian tới đây tôi sẽ chia sẻ thật nhiều những cái video về bất động sản, về đầu tư, về bán hàng, về kinh doanh, về cuộc sống để chúng ta có thêm những cái bài học cùng nhau để cùng nhau phát triển, để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc hơn, giàu có hơn và thành công hơn. Xin cảm ơn các anh chị đã xem cái video này của tôi và xin được chúc các anh chị có một ngày thực sự tuyệt vời và tràn đầy năng lượng. Xin cảm ơn các anh chị đã xem cái video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.